Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slime. Hiện tại thì mình đang ngồi ở nhà nung một chút sắt hôm qua đào được nè. Hôm qua bị hành từ đầu tới cuối luôn, có nấu được đâu. Đây, bây giờ mình đã có được 9 sắt, ở đây 8 nữa là chắc đủ để mình làm được một cái áo trước nè. Rồi. Ê. Ui. Hậu đậu rồi. Mèn đét ơi, đã nghèo còn hậu đậu gì, chắc toan mất. Mặc cái áo tao đùng trên người mà còn chế tạo thêm làm gì không biết. Đây, mặc cái quần đi, cái áo để khi nào hư mình đổi áo mới cũng không sao đâu. Mình sẽ làm thêm cái nón. Vậy là gần hết sắt rồi. Còn thiếu cái ổn nữa thôi, là full một set đồ sắt để mình có sức phòng ngự tốt hơn rồi. Ngon. Bên cạnh đó thì mình sẽ dùng hai phôi sắt này kết hợp với một phôi nữa đổi ra hộp sắt nè. Rồi hộp sắt mình sẽ kết hợp thêm với cái que để mình làm một cái vũ khí ha. Thông thường thì cái kiếm sắt nó chỉ có được 6 sức tấn công thôi và tốc độ đánh là 1.6 ha. Nhưng mà mình chỉ cần chỉnh sửa một xíu thôi là mình sẽ tạo ra một thanh katana. Tốc độ đánh 2 chấm và sức tấn công thì nó 7.5 lận, tốt hơn rất là nhiều ha, mà khá là rẻ nữa. Nên mình sẽ làm một cây katana để hôm nay mình sẽ chiến đấu tốt hơn với cái vũ khí mới này. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy thêm sắt ra làm một cái xô để mình múc nước khi đi khám phá, tránh trường hợp bị cháy tí chính luôn ha. Rồi, và một vấn đề nữa là hôm qua mình bóc phét đấy, chứ thật ra mình cũng đói như thường à. sao mình đốt cái con xương này yếu mà xuống. Núp thì không lo núp đi. Con cứ ngựa đi khịa mình. Đây, để mình lấy bánh mì mình ăn cái đã. Hôm qua gáy sớm quá. Rồi, lấy thêm bánh mì ở đây nữa. Oh, khá là nhiều bánh mì nè. Chiếc này ăn đã luôn. Rồi mình coi trong cái khúc này á, có anh Goblin không? Không biết mấy anh Goblin đi đâu hết rồi. Ở đây đây. Ở đây vẫn còn một anh Goblin nè. Và cái anh này, mình có thể đặt tên cho ảnh. Để coi anh Goblin này là anh duy nhất luôn á ta. Mình đặt tên là gì cho nó hợp tình hợp lý nha. Mình sẽ đặt tên là đại ca. Không được, mình là đại ca. Cái này là đệ tử đi. Đệ tử. Đệ nhất đúng rồi. Đệ tử mà đầu tiên là đệ nhất ha. Rồi. Yo. Đấy. Ủa mày đặt đệ nhất sao nó thành tên dê rồi. Mình đặt là đệ nhất mà sao bây giờ lại thành tên dê rồi. Đó. Và bây giờ đệ tử của mình đã lớn rồi nè. Mặc được áo giáp. Được vũ khí luôn, có đồ ăn nữa nè. Mình sẽ cho ăn đi. Có ăn bắn mì không? Ủa không có ăn bánh mì hả? Vì chắc anh Goblin này ăn thịt rồi. Này có thịt heo nè, ăn đỡ đi. Ồ có thịt heo, cái khoái liền. Ăn đi. Ủa không có. Không ăn được hả? Ăn đi. Ồ không ăn được. Có ô thức ăn nè. Hình miếng thịt heo nè mình để vô mà không thấy ăn á. Chắc ngại rồi, ngại bày đặt ngại nữa ông ơi. Chơi mà lớn mà còn ngại nữa, trước mình ngại nữa. Ăn đi có rồi đâu mà ngại, mình với nhau. Úi. Trả là mình rồi. Thôi không ăn thôi, mình ăn. Bây giờ dễ mà. Rồi mình còn dư được một chút sắt, mình để nhà đi ha. Đừng có đem theo nhiều đồ quá. Tại vì tỷ lệ cao là mình cũng có thể chết bất đắc kỳ tử mà. Và bây giờ mình làm sao để cho đệ tử mình hồi máu ta? Mình cho ăn thịt mà không có chịu. Hay là ăn thịt sống mới chịu. Ủa thịt chín mới chịu. Ăn đi. Không ăn thôi. Ăn mắc năn nỉ nữa thôi. Mình chịu á. Rồi múc theo một số phòng ngờ á. Và bây giờ thì mình đã có một đệ tử đi theo trong chuyến khám phá rồi. Chắc mình phải làm cho đệ tử mình một cây kiếm quá. Chứ đại ca có kiếm mà đệ tử không có kiếm thì đâu mà có được. Đây đệ tử mình cũng sẽ cho xài katana luôn. Cho nó xịn ha. Đây. Katana. Rồi, đệ tử. Anh tặng em một cây katana này để dành quánh nhau. Đó, đệ tử mình cầm katana nhìn cũng
What salad lắm mà chứ. Rồi đâu đây có bé dân làng lang thang nữa. Nghe nói mình nhận đệ tử cái chạy lên đây hay sao nè. Ui giời ơi. Ơ sao mình đưa, ủa mình đưa cho đệ tử mình kiếm mà sao đệ tử mình không cầm ta. Một hồi là tự trả mình à. Lạ thiệt á. Đệ tử này không thích cầm kiếm hả? Nè mình chỉ cần đụng vô đệ tử thôi là đệ tử tự động cái đưa kiếm cho mình à. Ủa lạ thiệt. Nó mình đặt tên là đệ tử gõ gàng mà đặt xong thì nó thành chữ dê à. Nghe nó nó thô thiển thiệt sự ấy. Thôi để bây giờ thì mình sẽ đi khám phá một chút ha. Coi nào, hôm qua thì mới vào mình đã đi khám phá vùng nào ta. Hình như mình có một lần mình đi tiếp bên kia nó gần gần cái biển hay sao á. Để mình qua bên đó lại ha. Nhưng mà trước khi đi trở lại cái chỗ biển thì mình phát hiện là hôm qua mình bỏ sót một cái nhà bác thợ rèn. Đúng là bị đánh nhiều quá hoa mắt rồi, ăn hành quá trời nhiều mà. Đây cái nhà bác thợ rèn to đùng ở đây nè. Có cả cái rương nữa. Trong rương thì cho mình thêm thức ăn, một chút sắt và một chút vàng, một cái yên và một chút hắc nhiệm thạch ha. Bác thợ rèn, bác thợ rèn có đây chắc chắc cái đá mài này là thuộc về mình rồi chứ còn gì nữa. Ai biểu có cái nữa dám đánh đệ tử mình. Ui không. Oh no. Rồi luôn. Đệ tử mình bị cắn chết rồi. Còn chó hung dữ này. Chó sói hung dữ kia nó cắn chết đệ tử mình rồi. Đúng là đệ tử của mình. Yếu gan mình luôn. Đệ tử chỗ nào tới nấy mà. Mình yếu đệ tử mình cũng yếu giống y gan mình. Sợ thì hay, kệ đi. Phải ăn hành nhiều giống như mình thì mới là đệ tử của mình. Rồi trong đằng kia lại có thêm một cái con sói nữa. Ê để bây giờ mình thử mình đặt tên coi. Nem. Mình thử mình giết không có khoảng cách coi như thế nào ha. Sói thân thiện. Rồi sói thân thiện. Đã mình thử mình đặt tên coi. Em chó sói này có thân thiện với mình hay không. Tên á. Ui không tem được đâu. Hung quá. Ui mình định thu phục mà quýnh mình ngủm lên ngủm xuống rồi. Hung dữ hả. Muốn đặt tên, đặt cho cái tên đẹp đẽ mà không chịu. Cho ném mùi sấm sét nè. Sấm sét đen đấy cưng. Thằng này thử được chứ không? Vẫn không được nè. Không. Thì ra em chọn cái chết. Tính ra mình vẫn không thu phục được em đó rồi. Ở dưới biển thì mình phát hiện nó có một con cá mập hay sao kìa. Ui con đó giống cá mập lắm nha. Nhìn kỹ lại. Đúng rồi. Nó tên là Sisia. Nó có cái mũi. Nhìn ghê thiệt. 50 máu lận. Bây giờ mình làm liều không? Mình dùng sấm sét. Đúng rồi, hôm nay mình sẽ đãi các bạn ăn món cá mập. Cá mập sấm sét. Cá mập sấm sét. Rồi. Mình còn ma lực không? Mình còn 12.000 ma lực. Mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Hy vọng là kết thúc được nó. Chặt nó. Cá mập sấm sét nè. Oh no. Mình tiêu diệt nó nhưng mà mình không có hấp thụ được một cái kỹ năng mới ha. Khá là đáng tiếc luôn. Đằng kia có con thay ma cả. Cho nó ném mùi sấm sét đen. Mình sẽ tiêu diệt nó luôn. Vậy là mình vẫn chưa hấp thụ được một cái kỹ năng mới nào á. Thôi để bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài đó. Để mình kiểu như là khám phá bên trong cái con tàu đắm đó coi. Nó có cho mình cái món đồ gì đặc biệt hay không á. Thông thường thì những cái con tàu đắm như vậy nó có thể cho mình những cái bản đồ kho báu. Và kho báu dưới biển bị chôn vùi á, nó ưa có kim cương lắm. Mình hôm qua tuy đầu
Ở dưới hang khá là nhiều nhưng mà không có gặp được kim cương. Đó, nên bây giờ mình đang rất là cần một chút kim cương. Nhưng mà mình thấy mấy con này nó lụi những con mực nhìn thấy mau vậy. Có khi nào hồi nó chuyển xem nó lụi mình luôn không? Không ai thấy tôi, mình tàng hình, mình tàng hình. Mình tàng hình. Ui nó thấy rồi, cứu cứu. Hôm qua chỉ là ăn hành kiểu là tráng miệng thôi, bữa nay mới bữa chính nha. Hôm nay là bữa chính á, ăn hành chắc nó sẽ ít hơn một xíu. Cỡ gấp 2 gấp 3 lần hôm qua thôi. Thiệt luôn á. Mình nghĩ rồi. Đúng là mình tính không bằng hai con đó tính. Nó tin mắt thiệt, mình xa đâu cách chục mét gì đó mà nó cũng thấy mình cho được. Nó xiên mình một cái chết luôn. Mình không kịp dùng cái hơi thở tê liệt luôn á. Hôm qua mình có học được kỹ năng hơi thở tê liệt. Một xíu mà mình gặp lại nó thì mình sẽ cho nó hít cái hơi thở tê liệt đó, cho nó biết như thế nào là lễ độ. Láo tét thiệt. Không ra coi mình ra cái hệ thống cống rãnh gì hết. Đây, có một cái bản đồ kho báu bị chôn vùi nè. Hợp lý, hợp lý. Rồi, và cái thuyền này thì nó sẽ có ba cái rương. Theo như mình biết, chính xác, chính xác. Và cái rương chứa khoáng sản thì nó không có kim cương. Hơi đáng tiếc cho mình ha. Nhưng mà thôi kệ đi. Ơ, lẹ, mình chỉ có 6 trái tim thôi. Ủa? Quên mất. Nội tại của mình là cho phép mình không có bị chết đuối. Quên mất ta. Rồi sẵn tiện đây có gỗ luôn, mình xin nhá, xin cái cột buồm này làm cái xuồng mình bơi coi. Mất luôn cái bàn chế tạo rồi, cay thiệt. Cho con này hít sấm sét luôn. Khi mình tiêu diệt cái con zombie chết đuối, nó cho mình một cái kỹ năng tên là Water Blade. Thanh gươm nước hả? Để mình mở cái kỹ năng lên. Thanh gươm nước nó nằm ở bên nào? Hơi thở băng không phải bên này. Đây đây, thanh gươm nước nè. Xịn vậy chứ, xịn vậy. Test luôn một xíu, mình sẽ test luôn. Còn bây giờ thì làm một cái xuồng để mình ra khơi cho nó dễ coi. Chứ lội lội như vậy hồi nó xiên cho một cái nữa đi bán muối bây giờ nè. Rồi, đặt cái xuồng xuống. Không, đi thôi nào, hôm nay mới học được kỹ năng mới, mình sẽ test luôn kỹ năng. Wow, ui coi mình phóng cái thanh gươm nước nữa. Mình ui đằng kia có con cá đó mình gọi là con cá mũi nhọn đi ha, tại vì cái mũi nó khá là nhọn luôn. Mình sẽ tìm một con nào đó mình test thử đi, không nên test trên con đó, lỡ mình test thục xong cái nó xiên mình chết thì sao, đâu được. Thành thứ ra mình phải cẩn thận mới được. Ui coi kìa, nó săn hầu hết các con vật khác nhưng mà có vẻ là nó ngán cá heo nên nó không dám xiên mấy em cá heo. Cá heo đang chạy trốn hay sao cơ? Ui, thôi thôi thôi, mình cũng chạy trốn trước đây. Lao nhau nó xiên một cái nữa nằm một đống ngoài này. Mệt lắm, mệt lắm. Rồi rồi rồi, mình sẽ vô bờ mình test liền luôn. Mì ăn liền, học được là test liền để sau này còn thực hành cho nó tốt. Rồi mình sẽ test từ xa trước ha. Đấy, tấn công một lần đây được 3 sát thương. Nhưng mà nó hồi chiêu khá là nhanh ha, mình có thể tấn công liên tục nè. Đó, thay thế cho cây cung cũng được á. Đấy, và dùng cái kỹ năng thì mình có thể farm được thịt zombie nè. Yes. Giờ thì dùng hơi thở tê liệt coi. Ui, ui, thất bại rồi. Ủa mình còn ma lực mà sao mình không dùng hơi thở tê liệt được? Đấy. Đây rồi, hơi thở tê liệt thành công. Yes. Hơi thở tê liệt thành công thì không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ui. Nói chứ không phải khen chứ, mình chắc là chùm ăn hành trong đây rồi, không ai ăn hành là mình đâu. Ngồi khịa khịa thôi mà cũng bị cà khịa lại nữa. Giỡn cái gì trời, tôi nói vậy thôi, đừng khịa tôi nữa mấy mấy bro. Mình nói mình ăn hành chơi chơi, mình cho mình ăn hành thiệt này. Ừ, và hôm qua mình chưa có tiêu diệt được cái con nhện đó, để hôm nay mình sẽ thử tiêu diệt nó.
Và trước khi tiêu diệt cái con nhện bự thì mình sẽ tiêu diệt con nhện con trước. Và cẩn thận hơn, mình sẽ dùng hơi thở tê liệt ha. Đánh cho nó chắc cú. Với con nhện nhỏ thì mình không có được một cái kỹ năng gì hết. Vậy thì đổi đối tượng thôi. Gắn cái khiên lên để có gì mình còn đỡ nữa. Rồi xong. Đây là màn cà khịa cực gắt từ vị trí của mình đối với cái con nhỏ này. Hơi thở tê liệt. Đó. Kỹ năng hơi thở tê liệt rất là xịn. Lại là kỹ năng gây độc của nó. Mình sẽ sử dụng cái lưỡi kiếm nước để mình tấn công nó từ xa. Rồi. Tấn công tiếp. Đấy. Nó phun tơ của mình coi. Nó phun tơ thì mình phun lưỡi kiếm. Coi ai chết trước. Con Ripper đi chỗ khác nha. Đó. Rồi. Mình đã tiêu diệt nó thành công. Nhưng mà mình vẫn không có học được kỹ năng mới ha. Khá là đáng tiếc luôn. Bẩn chết. Con zombie luôn. Cảm ơn nhiều. Qua đây. Hơi thở tê liệt tiếp nè. Thôi cho nó tê liệt ngay trên không luôn. Khó chịu chưa. Rồi. Lấy con zombie làm cái bia đỡ đạn. Té. Mình té trước đây. Để mình nhặt ít cái sợi chỉ cái đó. Vậy là hôm nay mình học được một kỹ năng tấn công tầm xa. Nhưng mà có vẻ cái kỹ năng này nó không mạnh bằng cái sấm sét đen học được từ việc hấp thụ sức mạnh của con Ripper ha. Nên mình sẽ trả lại cái skill sấm sét đen cho cái kỹ năng chính của mình. Tấn công cho nó khỏe. Sấm sét đen đây. Để không thôi mấy con này nó nhờn, nó không có sợ mình. À mà quên nữa. Mình nói mình đi tìm kho báu mà nãy giờ lo cà khịa quên mất cái vụ tìm kho báu rồi. Mình sẽ trở lại với việc tìm kho báu ha. Cái này thì mình cần phải đi về hướng... Hướng mình này là... Coi đúng hướng chưa ta? Trước mắt là lên xuồng trước đi. Rồi, chắc là nó nằm đâu đó bên đây nè. Tại vì trên bản đồ nó chưa có mở to ra nên mình không có... Đây, rồi, chính xác nằm đâu đây thôi. Yes! Ngay dưới này. Mình đoán là ngay cục sỏi này. Ta thử nha, coi có chính xác hay không. Tại vì mình không có bị chết đuối á, nên mình không có sợ lắm. Chính xác luôn. Lần này có vẻ mình khá là may mắn trong việc tìm kho báu. Và nó thực sự cho mình kim cương nè. 3 viên kim cương. Yes, một chút sắt và vàng. Một trái tim biển cả. Đồ ăn thức uống. Quá đã luôn. Kim cương đầu tiên. Rồi, đi tiếp thôi nào. Và mình rất là muốn cà khịa thêm một cái con cá mập đó nữa. Thôi nhưng mà thôi, cà khịa nhiều không tốt cho sức khỏe. Nhất là cho những cái thanh niên yếu ớt giống như mình trong giai đoạn này. Thôi thì mình lên đất liền. Ê. Trên đất liền mình gặp thanh niên người hỡi kìa. Nói người hỡi thiệt ra nhưng mà anh ấy giống con hỡi thiệt. Để mình qua đó mình kiểm tra thứ thôi. Gì đây? Orc Disaster. What the hell? Mới vô mà mình gặp con orc rồi. Nó cầm kiếm bự lắm. Rồi con đó là con gì? Bên đây là anh nào đây? Đây là orc luôn, chắc là đàn em rồi. Cô quýnh mình không? À, thanh niên này thân thiện. Hình như mình đặt tên cho thanh niên này được. Được. Mình sẽ đặt tên liền. Đặt tên là Ork đúng không? Mình đặt tên là Ork luôn. Mà Ork tiếng Việt nha. Ork đẹp trai. Đấy. Ork đẹp trai. Là đệ tử của ta đi. Yeah. Đệ tử mới của mình nha. Rồi có đi theo mình không? Có luôn. Để coi hết hiệu ứng này. Đó. Bây giờ ảnh có thể cầm kiếm chưa? Cầm kiếm đi, móc kiếm ra. Ôi, con ọt nó tấn công con chó sói kìa, chết queo luôn rồi. Ghê hả? Ui, nhưng mà hình như thanh niên này không có cầm kiếm được. Thử đưa kiếm nè. Cầm đi. Không được. Buồn quá. Vậy thì có đi theo bảo kê mình không? Ọt đẹp trai. Đi theo ta. Đúng rồi, có đi theo mình. Đó là cái tên Orc Disaster. Nhìn hắn có vẻ khá là quy lực.
Và đằng xa xa đằng kia thì còn có rất là nhiều những cái chiến binh khác nữa. Ui con này, con này. Rồi xong rồi, ngươi đụng vô ta thì xác định ngươi rồi. Đúng rồi, quýnh nó, đúng rồi. Yes. Đệ tử của mình đã đánh bại con chó sói rồi. Mình không cần phải ra tay đâu. Nhưng mà bây giờ mình sợ mình vô trong đó xong mình không có cơ hội để lấy lại đồ luôn á. Hình như cái con Orc Disaster đó là phiên bản cao cấp hơn của đệ tử mình nè. Mình thấy cũng có cái lỗ tai heo dài dài, có cái găng nanh. Mà điểm đặc biệt là trên cái mũ của hắn ta có cái viên ngọc gì đó. Và những cái chiến binh kia là những chiến binh Orc đó hả? Ghê quá à. Bây giờ mình thử mình cà khịa từ xa đi. Mình lắp cái kỹ năng. Trời, hắn sử dụng kỹ năng bóng tối không à. Nhìn ghê thiệt á. Thôi. Em xin. Mình phải biết lượng sức á. Chứ mình mà kiểu láo nháo lại gần á là tỷ lệ cao là mình mất luôn cái số đồ hiện tại của mình. 3 viên kim cương chứ không phải ít đâu. Giai đoạn đầu 3 viên là nhiều lắm đó. Nên mình sẽ tém tém lại. Đằng xa xa thì mình thấy một cái khu vực của những cái thanh niên Orc nữa hay sao kìa. Tại vì cái chỗ của mình á gần, ôi chị, không phải Orc, mình bị nhầm rồi. Của mấy anh Goblin. Đúng, của những anh Goblin á. Cái những anh Goblin gần nhà mình thì đã kiểu như là đi đâu hết trơn rồi, hay là bị những cái con chó sói bắt cóc nữa. Nên mình không còn nhiều. Mình muốn có thêm đàn em nên mình sẽ chuẩn bị nguyên một cái đàn kiểu hậu cần phía sau á. Đây, mình sẽ đặt em này là đệ nhất ha. Phải giết liền đệ nhất để thôi nó thành dê giống như nãy là chết luôn á. Đệ nhất rồi. Ui cầm kiếm luôn kìa. Ủa cầm cái sờ bia chứ. Rồi chuẩn bị bự nè. Đệ nhất bự đi cưng, đừng ngại ngùng cưng. Yes, đệ nhất đã bự rồi. Giờ tới đệ nhị. Đệ nhị. Ui đệ nhị sao giống tên nước mắm vậy ta. Nhưng mà thôi kệ đi, nước mắm đệ nhị cũng ngon mà. Ồ trong đây nhiều lắm, có rương luôn, đã vậy. Nè đệ nhị cũng lớn rồi. Dữ. Rồi giờ thì tới đệ tam nha. Đệ tam là nhóc nào đây? Nhóc này đi, mình sẽ thêm một nhóc nữa. Đệ tứ ha. Giờ thì tới đệ tứ nè. Đệ tứ là nhóc này. Rồi lớn đi. Đã ngon liền. Rồi nhất nhị tam tứ ngủ. Đệ ngủ. Nem đệ ngủ. Nó cái dàn đệ tử của mình bắt đầu hùng hậu rồi. Trong rương lại là than với cả một chút thức ăn thôi. Thôi kệ, cổ ít lòng nhiều nha, lụm luôn nha, cho anh xin. Rồi ngoài ra thì còn gì khác không? Cái chỗ này có vẻ được xây khác cái chỗ mình một xíu ha. Mình chỉ kiểu như là tuyển một vài anh thôi, để cái khu vực này còn có một vài anh goblin khác canh giữ, chứ không thôi là chỗ này toang đó. Rương của mấy anh này thì chủ yếu là thức ăn than là chính ha. Nên mình xin nốt luôn đi. Đấy, mình xin ít hôm thôi, ít hôm nữa mình giàu lên, mình không có xin nữa. Rồi giờ mình đi ra đây điểm danh coi nào. Nhất nhị tam tứ ngủ, năm cân đó. 1, 2, 3, 4, 5. Thêm cái này là ọt đẹp trai. Ok, đủ lực lượng rồi, đủ quân số rồi. Đấy, đi khám phá là phải có đàn em đi theo bảo kê, là địch nó gặp một phát là sợ liền, quay xe liền, không có dám cà khịa mà nữa. Đếm thôi mình ăn hành xỉu luôn á. Nhưng mà trước mắt mình thì không thấy có con nào nguy hiểm nữa rồi. Như vậy thì mình thấy hổm rài, không, nói chính xác là hai hôm nay thì đi vô sa mạc là nguy hiểm nhất á. Còn đi ở vùng đồng bằng hay là vùng hoang mạc thì cũng không quá là nguy hiểm. Và nơi nguy hiểm thứ hai đó chính là những cái khu vực dưới biển. Tại vì có những cái con cá mỏ nhọn á. Cá mũi nhọn hay cá mũi tên ta, nó có thể xiên mình một cái là chết luôn. Nên mình phải thật là cẩn thận. Tuy là mặc full giáp nha, nhưng mà nó xiên một cái vẫn đi như thường thôi. Phía xa xa thì mình thấy có một cái cánh cổng địa ngục, nhưng mà nó bị chìm ở dưới nước rồi. Mình sẽ ra đó để lấy đồ. Tại vì thường thường nó sẽ có một khối vàng ở đây và một cái rương chứa những cái đồ vàng khác nữa.
Và đàn em của mình hình như không biết lỗi rồi. Ô ô, chim xuống. Đây mình sẽ lấy khối vàng ở đây. Ồ, đàn em của mình không biết lỗi. Mèn đét ơi. Ủa cái... À đây, khối vàng đây. Ok đi, một xíu mình lại mình ấy đàn em mình sao? Dẫn đàn em mình về sao? Cái này có dưa hấu lấp lánh nè. Hộp vàng với một chút đồ. Mình đang thiếu cây sẻn á, nó cho mình cây sẻn luôn nè. Nó xảy. Ok. Chỉ có vậy thôi à. Ôi. Mình chỉ cần đụng vô một khối thôi là đàn em mình dịch chuyển lên nè. Năm sáu cân vô một ô gì đó ha, nhìn cực vậy. Thôi, anh dắt mấy cân đi về. Không biết có cách nào cho mấy cân này ở yên một chỗ không ta? Chứ nhiều lúc mình thấy đi theo mình vậy cũng hơi phiền á. Để mình nghiên cứu nhẹ nhẹ trong lúc rảnh, coi có cách nào cho mấy cân này đứng yên một chỗ không nhá. Để mình chia ra làm hai đội, một đội ở nhà giữ nhà, một đội đi theo mình, để cho nó đỡ rườm rà, chứ đi như vậy rườm rà quá. Trên đường về thì một mình lại gặp một cái người cũng... Ui, sao chạy rồi? Cái anh này là hôm qua chiến đấu với cái con Evil nè. Mình sẽ thử chiến đấu với ảnh coi mình quýnh lại hay không. Ui, mạnh gì? Đàn em của anh. Quýnh tiếp anh đi. Anh tăng cơ cho. Đúng rồi, 500 anh em. Tấn công. Mình đánh không lại nhưng mà đàn em mình đánh lại. Đánh đi anh em. Ui, mấy kiến coi. Yes. Sức mạnh của... đồng đội là đây. Mình làm tăng cơ, đàn em của mình tiêu diệt cái thanh niên kia rồi. Và mình được một cái linh hồn. Nó để dưới đây là mình được một cái linh hồn nè. Và coi nào, có cho mình cái gì đặc biệt không? Hiện tại mình có một linh hồn thôi. Wow. Từ từ mình sẽ nghiên cứu đến những cái linh hồn này sao ha. Như vậy thì những cái thanh niên đó là sẽ cho mình linh hồn khi mà mình đánh bại ha. Mình hoặc là đàn em mình đánh bại đều cho được luôn. Quá là đã. Rồi, giờ thì gần về tới nhà kìa. Bên kia là nhà mình ơi. Tuyệt vời. Nhưng mà trên đường về thì cũng phải cẩn thận nha. Tại vì ở vùng này nguy hiểm lắm. Quái tùm lum không à. Mặc dù chỗ mình có chật hẹp, có nghèo thiệt đó, nhưng mà anh em mình mãi có nhau nha. Ủa. À đây rồi. Anh em là phải thế nha. Ủa sao có ba anh em vậy? Mấy anh em khác đâu rồi? À ở ngoài à. Ok. Hôm nay mình tiễn được mấy đàn em, các bạn thấy có khoái không? Đấy, làm việc hơi bị chất lượng ấy, mình chỉ cần tăng cơ thôi. Chịu khó cực xíu thôi là đàn em mình xử hết, không có sợ. Hôm nay là cũng ăn hành nhưng mà đỡ hơn xíu rồi. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm thật là nhiều kim cương trong thời gian sắp tới. Cũng như là những cái magic orb này nè. Tại vì mình vẫn chưa tìm ra nó ha. Hy vọng mình sẽ sớm gặp được nó để có thể nâng cấp vũ khí thêm một lần nữa. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.